Hello gì nè, lên cái GT206 theo yêu cầu của anh em nha anh em ơi. Cửa hàng bây giờ còn chỉ còn mỗi con GT này mới về, sau này phải chưa có review để anh em xem nha anh em. Xe này nguyên zin hết luôn nha anh em, máy móc đồ là chưa đụng chạm đến đầu nồi zin. Giá 37 triệu nha anh em. Nhà máy là năm rồi. Sáu thì sườn nó sườn tám nha nè. Xe này để lâu quá không chạy là nó gan tí, nó lịch xíu nha nè. Để giờ nổ một xíu là nó qua cái lượng xăng dầu á, xăng còn cái hết hơi đó là nó sẽ ngọt. Lấy cái vít trên ba chỉnh lên đi nhỏ lên. Chớp đầy đủ. Biển đó đó nha, biển đó đó, biển 4 con luôn. Xe này được cái máy đồ ngót ngon đó, bình xăng lớn đẹp ha. Xăng lớn sượt. Rồi, ok, anh em nào quan tâm thì alo nhé nè mày. GT206. Rồi, cảm ơn anh em đã luôn quan tâm đồng hành ủng hộ Pháp Xe Máy nhé. Bye bye.